Vâng, xin chào các bác yêu cây cảnh nha. Và hôm nay mình lại khá lâu rồi mình không có thời gian lên trên chợ phơi cây cảnh. Hôm nay mình cũng giờ cũng gần tối rồi, buồn muộn rồi, bận quá không có thời gian, tranh thủ lên đây ghi hình chia sẻ cho các bác một chút về những các chợ phơi cây cảnh vào thời điểm bây giờ. Cũng mấy hôm mình không ghi hình rồi, nhưng mà dạo này mình thấy vào mùa hè thôi nhưng mà cũng còn rất là nhiều cây bà con đi lấy được nhé. Mặc dù trời rất là nắng nóng nhưng mà mọi người vẫn cứ đi rừng lấy cây về bán được đây này. Mình sẽ đi dạo từ đây một vòng cái chỗ chợ phơi cây cảnh buổi chiều nay cho mọi người cùng xem nữa nhá. Và mọi người hãy theo chân mình để xem là có những các siêu phẩm nào hay và đẹp ở trên chợ đây. Bán hết chưa? Ok, đây có mấy thế gì này ra. Và mọi người, mình nói một lần nữa, địa chỉ ở chỗ chợ cây này, địa chỉ thuộc Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang mọi người ạ. Và chủ yếu ghi hình chia sẻ cho các bác yêu mến về những các phôi cây cảnh để các bác ngắm thôi. Làm về anh. Đấy, rất là nhiều cây đây. Và giờ hỏi giá cũng rất là khó mọi người nhé. Nhiều người bảo là xem hỏi giá cả với này nọ cũng thật sự cũng rất là khó. Không biết có người ta bán như thế nào, chủ yếu là người ta mua người ta trả giá nhiều thôi. Đây những cái phôi tứ đẳng này. Tứ đẳng. Nhiều lắm, mình thấy hôm nay thì người ta còn bán một phần rồi đấy, nhưng mà mình cần đến muộn nhé, vẫn còn rất nhiều này. Mình lên muộn nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cây. Bác đi bán cây à bà? Cái này cái da nó dày nhỉ? Cái gì đây? Trời mồi nó nhỏ. Hàm ếch. Cây hàm ếch. Khỏe. Quay chơi tí rồi. Đây con gì đây? Đi gì à? Đi gì? Ờ, bao nhiêu đây? Đi gì? 4x4. Giờ hơn 7 triệu, 8 triệu. Và này các bác ơi, những gốc cây thân thẳng rất là to này. Kinh khủng luôn. Cái này cây gì nhỉ? Cái này anh. Hòa chú lắm chứ. Cây gì nó to này nhỉ? Cái này như kiểu là nó phải sim. Cái sim to này thì mà kinh. Và ở đây rất là nhiều cây bây giờ này, nó còn nhiều lắm. Sang. Bán cây hay mua cây anh? Trời ơi anh. Treo rồi. Ngắm cây à? Đi ngắm rồi phải không? Đây chợ hôm nay này, tối rồi vẫn còn rất nhiều nhá. Giờ 6 giờ kém rồi. Hôm nay thì mình cũng không có thời gian lên sớm. Lên sớm mà còn nhiều hơn mọi người ạ. Chủ yếu là ghi hình cho các bác xem thời điểm này còn nhiều cây không thôi. Đây thế gì đây anh? Đẹp hết. Anh cầu đâu đấy? Vừa thấy đang em đang ngồi chợ cây này, thấy anh đi qua. Thấy dầm hết rồi. Dầm rồi đấy. Mang về. Giá 50.000 một đầu. 50.000 một đầu. 50.000 một đầu không bán. Thì bán được bao nhiêu cây hôm nay, bán được bao nhiêu cây? Bán một cây 1 triệu. À thế ngon. Một mình hay là thế nào? À. Cây 1 triệu mình phải mua hay là đào được? Đây em kiếm một rừng không? À kiếm một rừng. Thế được đấy. Và đây đây, và vẫn còn rất là nhiều, mặc dù người ta đã mua nhiều rồi nhá. Tầm tuần này người ta cũng mua rất là nhiều rồi, cho lên xe nhiều rồi, nhiều xe rồi đấy. Nhưng mà ở chợ vẫn còn rất nhiều này.
mùa hè nhưng mà rất nhiều cây luôn, anh em rất đi lấy được nhiều. Xe to. Có người chốt chưa hả anh Quý? Gần có. Gần có. Đúng rồi, có. Em đang ở đâu rồi? Đang cho cao nhất được bao nhiêu rồi? Đang cho cao nhất là được bao nhiêu rồi? Cái này á? Ừ. Cái này là 7 lít. 7 lít chơi giao dịch. Cắt này đây thì kìa. Yeah. Đây này. Cắt đi. Cắt nha. Văn về rồi. Về anh. 7 lít chưa giao dịch. Đâu xem nào, mình sẽ dạo lên trên chợ nữa không mọi người. Điều tiếp trên cái đoạn có cái loa nó đang mở chứ này. Và ở đây thì có những các toàn phôi của cây dưới mọi người ạ. Những cây dưới thì gần như là chiếm phần lớn chợ trong thời gian gần đây. Đấy, ở đây thì toàn những cây dưới nhiều này. Đây thì có những các cũng có nhiều những các loại cây thân thẳng cũng có. Mình cũng biết tên nó là cái cây gì nữa cơ. Và ở đây thì đấy anh em đang chở một số dễ cây chắc là cũng dưới, nhưng mà nó có ở đây người ta cũng có dưới bà dưới ông gì đấy, thì nó có màu sắc của cái rễ nó khác nhau. Đây này, gần tối người ta mua được gần đầy xe đây này. Này toàn thực mực thôi. Đây dọc chợ đâu còn nhiều lắm. Đây người ta đang cho lên xe nhá, gần tối rồi. Chắc một số anh em sẽ khả năng cũng không bán được hết bằng này. Cái gì mà cái rễ nó đỏ này? Dưới ta mà. Dưới ta. Ừ. Dưới ta. Dưới bà dưới ông nữa phải không? Đấy, dưới bà đấy. Đấy những cây vả ấy người ta dâm rồi đấy. Đây chợ đây. Người ta mua rất nhiều luôn rồi. Đây những cây rẻ. Đây chơi cả một cái chậu to ghê nhỉ. Chất đầy xe luôn. Hết cả. Đầy cả xe. Dưới. Mày bật lên gỗ ấy à? Nhiều thế. Cái bác từ trên bác xuống. Làm gì? Lên mua à? Hay là? Trời. Nhưng mà hôm cả mua về livestream bán livestream phải không? Mấy xe này chưa chốt được giá. Thương lái đang ép giá. Không, quá nhiều cây luôn này. Hôm nay tối rồi mà rất nhiều luôn này. Rất nhiều xe, còn nguyên xe luôn. Quá nhiều cây luôn. Dạo này đấy là mình lên còn gần tối rồi nhá. Còn sớm hơn nữa thì còn nhiều nữa cơ. Quá nhiều cây luôn. Được đem ra chợ này mà ui, ngập tràn luôn. Đây, ngập tràn cây luôn các bác ạ. Đây những các phôi của cây dưới của thấp này. Và hôm nay thì mình sẽ không ghi hình chi tiết nữa, bởi vì mình không có thời gian các bác ạ. Và đấy lên nó hơi tối quá, công việc của mình cũng không có thời gian để đi ghi hình sớm và chi tiết hơn cho các bác xem được. Thực ra thì công việc của mình thì mình sửa xe máy lâm ra thì cũng không có thời gian đi sớm được. Nhiều anh em mà cứ bảo là có thể mua cho người ấy bán lại, nhưng mình công việc của mình thì mình không làm được như vậy. Đấy, rất nhiều ngập tràn luôn cây đấy các bác ơi. Ngập đường luôn. Quá nhiều cây. Bác bán cây à? Cây của bác đây. Còn hai cây nè. Ba cây này họ cho được bao nhiêu không? Chưa giả. Chưa giả.
ba cây chưa giả. Ôi giời, đây này nhiều không, có những cái phôi thấp thấp rất nhiều luôn, rùa hay già quá nhiều đây, ngập tràn luôn. Mùa hè nhưng mà còn rất là nhiều cây, 250. Hồng đá tự đăng, hồng đá tự đăng hồng đá. Đây cây này mới hơn 200, người ta giá 250. Cây sang hay cây gì đấy? Sang dầu, dầu sang à? Phải không? Dầu sang phú quý. Cây sang nó rẻ, cây con đùng với con 300. Con đùng với 300. Bán luôn. Bán luôn vào ngay. 250. 250. Và đây còn rất là nhiều đây. Cây thân thẳng. Bán được cây chưa? Nhiều cây thế nhỉ, hôm nay sao nhiều cây thế nhỉ? Đấy gần tối rồi anh em vẫn còn chất đầy bờ đường không? Còn chở úi giời ơi. To kinh khủng luôn. Đấy, mình sẽ đi dạo một vòng qua đây cho mọi người hết chợ luôn này. Để các bác ngắm này, vâng, mọi người có thể đến trực tiếp chợ mua cho nó giá nó rẻ nhé. Còn mọi người mua qua ở trên live của các nhà vườn thì nó sẽ giá rất là cao hơn so với ở trực tiếp ở chợ này. Đây, ui dồi, ui, mà toàn những cái cục dễ khủng luôn. Quá nhiều những cái cục dễ khủng là những cái cây này, không biết là trồng nó có sống hay không thì làm mình cũng không biết được. Đây những cái cục toàn cái cục khủng luôn. Chợ cây ngập đường luôn hôm nay. Đấy là người ta còn mua đi một phần rồi, không thì còn nhiều hơn nữa cơ. Rồi sao nào, mình sẽ tiếp tục đi dạo lên một vòng lên trên này nữa để cái hình chia sẻ cho các bác ngắm một số những cái phôi cây buổi chiều ngày hôm nay nhiều lắm. Đây rất nhiều luôn này. Cái này là thế cột điện không? Giữ được bình ơi. Đấy. Này có ai trả chưa? Chưa, vừa lên đến. Vừa lên đến à? Nhưng mà giờ gần tối vốn rồi. Gần tối nó họ về rồi. Nhiều lắm các bạn, ngập đường luôn đây này. Vẫn còn rất nhiều. Người ta giả được bao nhiêu rồi chưa bán anh? Của anh đâu? À của họ, cái tên của anh. Nhiều, hôm nay nhiều. Quá nhiều, quá nhiều cây nhỉ. Không có việc làm. Không có việc làm, đi đào nhiều. Đấy, rất nhiều luôn. Là dọc kia này vẫn còn rất nhiều nhé. Người ta đã mua được một phần rồi. Hôm nay nhiều cục to thế nhỉ? Ừ, hôm nay rất nhiều cục to nhé. Đây này có những các cục còn đang nằm ở đây này, rất to luôn các bạn. Xem ở trong hình ảnh nó thế thôi nhưng mà ngoài nó to lắm. Một số anh trở về đâu, tối rồi không bán được. Thì bị chở cây về rồi. Cây to đấy à? Chờ giỏi ghê nhỉ. Nay chở cây
tô hay mình chở cái gì á? Này chứ tao chở bằng cái sao mày không chở được à? Cái này người ta người ta mua nước tăng lực thôi bây giờ. Người ta giả bao nhiêu tiền mà không 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 giao dịch? Giả gì á? Giả gì á? To ghê đấy. Người to, bốn người khiêng. Lại trở về đó. Ở rất nhiều anh em tí cũng vẫn phải trở về mọi người nhá. Không bán ra là không bán hết thì trở về. Rồi. Máy mai ô, máy như mai ô đi. Lại quay. Với bà đây bảo quay mặt em với anh. Ừ. Đau khổ lắm. Là bán cây đâu? Vâng không? Cây bên đây mà đã bán đâu. Thế đây này. Anh Hương nhà này không đi bán à? Không phải nhiều cây nhỉ? Nhiều lắm, buổi chiều này hai bên đường này, bên kia vẫn còn rất nhiều này. Đó sẽ là ui rồi những siêu phẩm to đùng. Mẹ quả này to ghê đấy, nhiều rễ. Vâng, đây toàn các siêu phẩm luôn mọi người, buổi chiều này thì quá là nhiều các siêu phẩm. Toàn những cái cục to thôi. Ngập đường luôn rồi đây. Này không biết là đống là người ta mua chưa thì không biết. Người ta cứ để đây chất thằng đống ở đây này. Đây mọi người nhìn thấy không? Ngập đường luôn. Ở đây có cái gạo người ta uốn đây, gần gần thành phẩm đây. Em cũng tính là giá 2 cây nhưng mà nó liền em không cắt đi chứ. Củ hai cục này. Củ ba. Củ mấy? Đây là năm củ. Củ có về lai không em ơi? Là vào chém rồi. Qua vào xin xe. Xin của mày đi ra đi. Không mình cứ nói thế thôi. Và ở đây những có cả những các cây mắc mật nữa. Hết rồi, trên này vẫn còn là một số cây. Và đây trên này vẫn còn đây này. Xong có những cục to ghê đây. Bán đi. Cái cây này ăn được cái trong này ăn được chua chua chát chát. Cây này là cây cây này là cây nhộ. Cây nhộ à? Nhộ trắng à? Không không biết là bao nhiêu tiền nhưng mà bây giờ mua làm gì có chỗ để trồng. Nhộ đỏ à? Cái ra mà bao tiền? Cũng rẻ thôi. Xem đây có cái một xe này có những cái cây gì đây. Và tầm giờ là gần tối thì người ta cũng một số người ta cũng trở về. Cái này không biết người ta mua hay là người ta bán này cũng không rõ nữa. Đấy. Có cả những cây bính cái biếc. Bính chổi đấy 6 giờ rồi đấy. Và đó là mình lên đây cái hình nó hơi muộn. Thực ra thì mình cũng rất là muốn là mọi hôm mình dành một chút thời gian để ghi hình chia sẻ cho các bác ở đây nhưng mà nhiều hôm này nó cũng không được thời gian của mình nó cũng không cố định nên ra mình chỉ từng hôm lên được thôi. Mấy hôm vừa rồi thì mình cũng bận suốt không có thời gian ở nhà để lên ghi hình cho các bác xem được. Đây toàn những cái dối to hôm nay rất là nhiều. Và xe này mua đầy xe luôn ở đấy.
đã đầy xe nên ngoài chợ vẫn còn nhiều, hợp đường luôn. Trang bán hết chưa? Bán hết chưa? Mày vẫn cùng quý đi à? Thế còn cái cây vừa nãy đang cắt thì bạn bán chưa? Hay là cây của người khác? Chưa bán. Cây to. Cây to mà. Ui, chật xe rồi. Quá nhiều rồi. Chật xe luôn. Quá nhiều rồi. Xuống cái đống này. Đầy xe luôn này. Quá nhiều cây. Cho đầy xe luôn rồi. Dạo này chợ cây thì vẫn nhiều xe lắm, quá nhiều loại đằng khác. Anh bán chưa bán hết à? Đây này, bên này này, những cây này vừa về đây. Vừa về rất nhiều luôn đây. Kìa đấy, những cây này vừa mới trở về đấy. Cây tử đằng này. Hôm nay chủ yếu là mình chỉ ghi hình một vòng chợ cho các bác xem ngắm nghía thôi. Bán chưa? Bán rồi. Úi, đầy xe quá nhiều luôn. Xe nào sau đây còn có siêu phẩm nào không? Anh bán cây à? Em bán cái đống game hết à? Chưa bán được cây nào á? Cái còn nguyên á? Những cái này trồng rồi hay sao này? Ừ. Trồng rồi. Mỗi người thích một kiểu. Cái này cái gì đây em? À, chè à? Chè mình uống nước đấy. Chè mình uống nước à? Vậy em ngắm đi ngắm lại thì lấy rồi đấy. Mà cứ vân vân là không lấy xe để chở được. 100.000. 100.000 á? 100.000 thì rẻ. Cái này về em dâm mọc hết rồi. Ừ, cái này thì cho vào chậu thì sống thôi, cái này. Cái này thì cái đấy thì cái này nó còn mọc rồi ấy. Em chỉ mua về chơi đi mà. Ừ, mua về chơi thôi. Nhưng mà ý là đi hay đi xe máy đi. Túi bóng cho thêm vào. 100.000 thì rẻ, quá rẻ. Thế em này em muốn ngắm hai cây này. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ ấy lấy hai cây sao cũng đặt. Cái này về cái thảo vào chậu thì nó chê rồi. Đẹp rồi, cây đẹp rồi. À. Ừ. Đây nhưng còn nhiều các siêu phẩm chưa bán được, chuẩn bị anh em lại trở về này. Không bán được hết thì chuẩn bị trở cây về. Em bán cây à? Cây em đâu? Em cũng đi đào hay là anh đào về xong em chở đi bán? Hả?
Thế em cũng đi đào á? Em không đi đào mà. Giỏi ghê đấy nhỉ. Này anh đi đào rồi. Chiều nay bán được cây nào chưa? Mẹ chó mèo chó nó còn mẹ chó mèo nó ghét, cứ thấy chó mèo là nó ghét. Nó cũng biết nghe đấy, nói nó cũng biết nghe đấy. Cái này cái quả mận gì này hả bà? Chua không? Thử quả nhé. Sáng nay vừa mua cái mận ở ngoài chợ. Ừ. Đây là khải mất cấn ngày cái này. Nãy anh khi chẳng hạn. Nhưng mà nãy cái mì bị bên này. Ừ, cái này. Chẳng năm mì. Giống với muối. Muối vào để nó mới không chát nhiều. Ừ, xin bà một cái. Bên này vẫn còn rất là nhiều cây thì bên này chưa bán được đây. Ui, rồi nhiều lắm, hôm nay ngập đường luôn. Vâng, chắc tối nay thì không bán được hết rồi. Đây. Phát lộc phát tài này. Quá nhiều luôn á. Cái to này của anh nào đấy? Cái to của anh nào đấy? Cái mạng dạo này không đi lấy cây nè. Anh nghỉ em nghe để mai mới đi. Mai mới đi kiếm tiền để sống. Mệt sắp chết đấy mà. Mấy hôm mưa có đi được đâu. Đi lấy đá về. Cái to ghê đấy, không biết chủ đâu, mình không biết giá cả thế nào. Giờ sau này mình xuống bên này xem có các tác phẩm thôi nữa mang ra chợ nó không biết nào ở bên kia còn rất nhiều. Nhưng mà buổi chiều này thì mình thấy quá nhiều luôn, gặp đường giờ tối rồi nhưng mà còn là rất là nhiều cây đây chưa bán được ấy. Rất nhiều luôn đấy. Đấy là người ta đã bán đi một nửa rồi, không thì lúc sớm chắc là còn nhiều hơn nữa. Đi dạo vòng chơi chợ cây. Và chắc chắn là những số cây này sẽ không bán được hết trong buổi tối hôm nay đâu. Cây phát lộc phát tài đây. Bao nhiêu tiền đọc lên? 6 lít bây giờ người ta cần chưa giá đây này. Mày đòi đắt thì sao thế? Mày chơi có hai ông đi khênh xuống. Hai ông mới khênh được cái này á? Đấy, trên núi đá ấy. Không phải núi đất đâu. Núi đất thì hay nhẹ quá. Núi đất thì nó đã không thành. Bà nít. Đã giả 3 lít. Còn nhiều, đấy vẫn còn rất nhiều luôn. Anh, cái cây thẳng này cái gì đấy anh?
nghĩ đã. Không, mà nó dài 1 triệu. Cái thằng cao cao ý dài 1 triệu. Cây này tên gì anh? Hả? Cây này tên gì? Cây Thanh Mai. Thanh Mai á? Triệu cả xe. Đó là cây to lắm, mấy cây gì đấy. Ôi, chắc mình cũng về thôi các bạn ạ. Quay một vòng chợ rồi. Cũng hết rồi, giờ bà con chuẩn bị là trở về thôi, không người mua người ta cũng chuẩn bị về rồi. Chào các bác nhá, mình hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ở trên kênh của mình.